Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip này thì mình sẽ review trước với bộ skill của Zacian Một Pokemon sẽ được xuất hiện ở trong sự kiện đấu giá tuần sau ở bản tính chung Và Zacian, một Pokemon hệ tiên uh, tổng chỉ số 660 và có tốc độ với cả công vật lý rất là cao này Sở hữu nó sẽ được cộng thêm 1% tốc độ thì kiểu gì các top cũng sẽ nâng nó lên về một sao rồi Bộ skill toàn là hệ tiên và Zacian về sau nó sẽ có dạng kiếm Lúc đó có thêm hệ thép nữa uh, và kiểu gì cũng phải à, đó là lên Mega S rồi và duyên của nó đây toàn Pokemon hệ tiên này Pokemon bậc S đi cùng với nó ở trong sự kiện đấu giá tuần sau sẽ là con Tapu Lele này dòng cuối thì cộng thêm đó là 7,5% tỷ độ kích thì đây sẽ là một con thuộc dạng tấn công và tiên tiên thì hầu như toàn những Pokemon hỗ trợ thì bây giờ có thêm sự góp mặt của Zacian nữa là sẽ có thêm hàng công và hàng thủ cũng sẽ rất là ổn trước khi giới thiệu về Zacian thì đây là đánh boss ở server của mình và anh top 1 bên mình thì đánh được 32 tỷ Với cái đội, đội hình kiểu như thế này Với bộ skill của Zacian thì mình sẽ giới thiệu một phần về cái nội tại của nó trước này Đấy, Nội tại đầu tiên Sword Dance này ở Trận đấu bắt đầu thì nó sẽ phóng ra một lượng uh, phi tiên kiếm uh, Bằng với cả cái số lượng mà Pokemon hệ tiên có trong team của bạn Có thêm Zenta cũng sẽ được tính này Và những Pokemon thuộc dạng Sword Dance Kiểu kiểu mà những Pokemon có khả năng uh, phóng ra skill theo kiểu mà múa kiếm hay là phóng ra những lưỡi đao chẳng hạn ấy, thì cũng sẽ được tính và mình sẽ liệt kê những pokemon đó ra sau và cái phi tiên kiếm này nó sẽ đặt lên ngẫu nhân địch này mà mỗi phi tiên kiếm đặt lên ngẫu nhân địch như vậy rồi thì nó sẽ gây sát thương đó là dựa theo x phần trăm cộng với cả cái x nhân với level skill. thì đây là cái công thức của nó và chưa biết là xác định là bao nhiêu nhưng mà chúng ta cứ hiểu tạm như vậy đã và đòn tấn công này dựa theo đó là công vật lý và đây là danh sách những pokemon thuộc dạng sword Ends này BHP thì uh, các bạn có thể đọc qua hoặc là không cần để ý cũng được với dạng S thì chúng ta sẽ có cả tính cả Skizor, Pinsy, Heracross, Gligar các kiểu này với bậc S uh, nhóm tư thanh kiếm này với cả có cả Candel, Cantana, Aislat này và một số Pokemon được SS cộng mà có thể chưa ra mắt ví dụ như Glacier đây là một Pokemon ngựa băng này Kyrex là ông vua này kết hợp với cả Glacier sẽ tạo ra được đó là I Rider này và chiên Pao, một pokemon mới mới ra ở trong cái phần Scarlet và Violet bây giờ thì phải thì đây là một pokemon bậc S mới thì đó chính là những pokemon sẽ được được tính vào trong cái nhóm mùa kiếm này tiếp theo đó chính là cái khi cái phi tiên kiếm này được đặt lên địch rồi thì nó sẽ tạo ra một cái ấn vết kiếm được cộng dồn x lần và trong hai lượt ấn vết kiếm này nó sẽ có tác dụng làm địch bị giảm đi x phần trăm tỷ lệ đỡ với cả giảm sát thương cuối cùng nhận vào và những sát thương đến từ những Pokemon thuộc dạng là Sword đen như mình vừa giới thiệu vừa rồi đánh lên địch đó cũng sẽ tăng tăng thêm đó là x% Và sau khi Zacian tấn công thì nó sẽ thu hồi lại một lượng uh, phi tiên kiếm đó về phía bản thân mình Và tối đa nó sẽ có thể thu hồi đó là 6 này Và khi mà cái phi tiên kiếm được thu hồi lại thì đồng thời là phi tiên kiếm nó cũng quẹt qua cho địch một phát để gây thêm một sát thương nữa Thì uh, lúc phóng ra địch uh, lên địch thì cũng gây sát thương mà phóng, lúc thu hồi lại cũng gây sát thương luôn thì đây là một cái tuyệt chiêu của Jasian để gây thêm sát thương rất là nhiều. Và sau khi mà cái phi tiên kiếm nó được thu hồi lại rồi thì mỗi cái phi tiên kiếm đó lại hồi máu dành cho chính bản thân của Jasian dựa theo đó là x phần trăm chứ biết là nhiều. Và đồng thời mỗi cái phi tiên kiếm đó cũng sẽ tăng thêm x phần trăm cái sát thương với cả giảm thương dành cho Jasian. Và khi bản thân mà đang trang bị cái phi tiên kiếm này thì cái skill 1 của địch đánh vào hay là những sát thương đến từ phần nội tại hay là những cái sát thương mà đánh phụ thêm cũng sẽ giảm đi x phần trăm. Và trước khi môi lựa bắt đầu thì nó sẽ lại phóng ra những cái phi tiên kiếm mà nó đang có. Và sau khi mà giả sử mà giết được địch thì toàn bộ cái phi thiên kiếm của Zacian cũng sẽ được quay trở lại chính bản thân nó. Ok bây giờ đến phần skill của Zacian này. Skill 1 thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với x phần công vật lý và tăng cho bản thân nó đó là x phần công vật lý về cả tốc độ trong vòng hai lượt đồng thời thì nó sẽ thu hồi lại thêm đó là x phi tiên kiếm kiểu dạng như là có thể thu hồi một thì bây giờ thành thu hồi thành thành hai với skill 2 của Jasian thì nó sẽ tấn công cũng lên đơn mục tiêu x phần công vật lý và nó sẽ nhận được đó là một cái phi tiên kiếm dành cho chính bản thân nó và nó sẽ hỗ trợ đó chính là dành cho magenta này À, hay là đồng đội hệ tiên này Hay là nhóm Squad dance của nó Nếu mà ở hai vị trí cuối cùng ở Trong lượt hành động bên bạn ấy Thì cái phi tiên kiếm này nó sẽ chia sẻ Đó là x phần trăm cái tốc độ với cả song công Của Zacian dành cho những đồng đội đó Đây là một Pokemon theo kiểu mà tấn công Nhưng mà cùng thời cũng hỗ trợ dành cho những Pokemon khác Và bây giờ hệ tiên đã có thêm Một Pokemon rất là xịn rồi Với skill 3 của nó đó là trước khi Mà ra đòn tuyệt kỹ thì nó sẽ phóng ra X cái phi tiên kiếm Với cả kèm theo đó là vết kiếm lên địch nào mà có cái lượng máu thấp nhất và sau đó thì nó sẽ tấn công lên một địch à, lên một hàng dọc của địch với x phần trăm công vật lý và trong trường hợp nếu mà thủ vật lý của Jaxian mà lớn hơn thủ vật lý của địch ý, thì tạm thời nó sẽ coi cái thủ vật lý của địch nó dựa theo cái công thức như thế này 100% cái thủ vật lý của Zacian trừ đi cái x phần trăm nhân với cái level skill thì x phần trăm này theo kiểu mà chắc là không phải mấy rồi chứ nếu mà bằng một chẳng hạn thì level skill bây giờ đến tận 129 thì là kiểu gì sẽ bị số âm đồng thời thì nó cũng sẽ thu hồi lại phi tiên kiếm của địch đó và đã phụ thu hồi là kiểu gì cũng sẽ gây sát thương rồi bây giờ skill của 11 sao à, khi mà cái hiệu ứng nó vết kiếm của Zacian kích hoạt ấy, thì toàn bộ những cái phi tiên kiếm mà địch đang có sẽ được kiểu dạng như là à, của mục tiêu ấy, thì sẽ ngay lập tức kích hoạt đó là gây sát thương thực và đồng thời khi mà Zacian và Zamazenta cùng có ở trên sân thì nó sẽ kích hoạt sàn đấu của kiếm và khiên trong vòng ít lượt tức nghĩa là các bạn phải lên được 11 sao thì mới có cái hiệu ứng này và đi kèm đây kiểu một bộ đôi kết hợp à, ở 11 sao này, Zacian thì nó sẽ nhận được thêm đó là cái cái khiên giận dữ của zamazenta đó là dựa theo x phần trăm máu gốc của zamazenta này còn zamazenta thì sẽ được hỗ trợ đó là những đòn tấn công của nó thì nó cũng sẽ làm địch mất máu dựa theo đó x phần trăm cái mật uh, lượng máu hiện tại của địch này và toàn bộ những địch nào mà đang ở trong cái sàn đấu này sẽ bị nhận thêm đó là một cái phi tiền kiếm nữa và những địch mà đang ở dạng đánh vào jazian và zamazenta đang ở trong cái trạng thái đó là sàn đấu này thì sát thương cũng sẽ giảm đi đó x phần trăm Nói chung là đây là một cái 11 sao nó sẽ giúp cho da cyan và da Magenta theo kiểu trâu hơn với cả thêm nhiều cái hiệu uh, ứng tốt hơn và tiếp theo đó chính là cái phần uh, 8 sao 8 sao của da cyan bây giờ nó sẽ có đi kèm với hiệu ứng uh, tử này đó là hiệu ứng này nó sẽ được kích hoạt uh, đó là khi mà đánh lên địch nào mà có máu gốc mà okay, có kiếm lượng máu ấy không phải máu gốc đâu máu uh, nhỏ hơn x phần trăm tức như là như địch đang gần hết máu chẳng hạn ấy thì ngay tức cái sát thương này nó sẽ được nhân lên gấp đôi và nếu mà giả sử mà kích hoạt cái hiệu ứng này mà giết được địch xong thì địch sẽ không thể kích hoạt được cái hiệu ứng đó là hồi sinh hay là tiến vào trạng thái kháng tử và hiệu ứng này của Zasian nó sẽ được kích hoạt ít lần trong một trận này. Và đây nó sẽ là một Pokemon đầu tiên kiểu dạng à, không phải đầu tiên đâu. Trước đó hình như có con Registeel rồi nhưng mà lúc đó chỉ tấn công lên địch nào mà theo kiểu bậc S thôi. Thì với Zasian địch sẽ không thể hồi sinh hay là tiến vào trạng thái kháng tử được hồi sinh bây giờ có hô ô này còn trạng thái kháng tử bây giờ chúng ta đang có đó của con shiny mega chưa tính là một số con khác nữa thì jasian một pokemon có lại khắc tinh của những pokemon những pokemon hồi sinh rồi và kèm theo nữa đó là cứ mỗi lần mà nó thu hồi lại được cái phi tiên kiếm của nó thì trong vòng ít lượt nó có khả năng nó miễn nhiễm khống chế này và nó sẽ tạo ra được một cái thành kiếm để bảo vệ bản thân nó vài lần này và đồng thời nó sẽ khóa lượng máu uh, phần trăm máu của nó ở trong dựa theo máu gốc cái này mình chưa hiểu rõ cho lắm theo kiểu mà chúng ta có hại có thể hiểu đó là theo kiểu giống như cái bông tuyết của con Kyurem uh, chẳng hạn theo kiểu um, Định đánh vào chỉ mất từng này máu thôi chẳng hạn thì đây chắc có lẽ là cái hiệu ứng đó Vậy là mình đã giới thiệu xong về bộ skill của Zacian ở server test sắp tới Và bộ skill của nó thì mình cảm thấy có vẻ rất là ổn Có lẽ đây là một con thuộc dạng đam sẽ rất là cao ở trong thời điểm này và sẽ bỏ qua được con Necroma luôn để chiếm vị trí hạng 1 này và theo như ở phần nội tại của Zacian thì nó sẽ có thêm một số Pokemon S cộng hay là S mới ví dụ như là con Glacier, con ngựa trắng này và để có thêm nữa là bộ đôi i Rider với cả Shadow Rider Kyrex lúc đó thì là có sẽ có thêm hệ băng và có nghi ngờ đó là đến tháng 10 này thì bản tiếng Trung sẽ mở S mới có khi lại là White hoặc Black Kyurem nữa Cũng sẽ là dòng băng Vậy nên là sau Zacian này Khả năng là team băng Nó sẽ được lên ngôi à, à, Không phải lên ngôi Mà nó sẽ được góp mặt ở Trong những cái team Mà đang thịnh hành Bởi vì là team băng Bây giờ sẽ phải cần Đó chính là con Shadow Ở bên con Ice Rider Cardiac này Xong rồi thêm cả con Black White Kyurem nữa Thì cũng có vẻ là sẽ ổn Ở trong phần Những Pokemon hệ băng rồi Ok hẹn gặp lại các bạn Ở clip mà hoàn chỉnh Về Zacian